Chào các bạn, tôi là bác sĩ Tân. Thế như các bạn đã biết thì tôi có hai chuyên khoa, đó là chuyên khoa nội và chuyên khoa da liễu thẩm mỹ. Các bạn phải biết rằng là cái bệnh thoái hóa khớp mà là cái tên mà các bạn thường nghe nhất ngoài cộng đồng, mà trong y khoa thì nó là từ viêm xương khớp. Bởi vì nó xuất phát từ cái từ tiếng Anh đó là osteoarthritis, thì là cái gốc từ, rồi thì hậu tố thứ dịch ra thì nó là viêm xương khớp thì sát hơn. Thế nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì cứ nói là thoái hóa khớp thì cho nó dễ hiểu. Cái bệnh này ấy, thì ban đầu mình làm clip mình giới thiệu cho cộng đồng rất lâu rồi. Thế nhưng mà các bạn nhắn tin hỏi mình thì không có, bởi vì ngày đấy mình chưa đưa số điện thoại lên. Và sau này thì nhiều bệnh nhân mình chữa rồi thì mình làm thẩm mỹ, các thứ làm da thì các bạn đều nhờ mình chữa cho người nhà bị bệnh này. Nói thế thì các bạn thấy rằng cái sự phổ biến của căn bệnh này trong cộng đồng là rất lớn, và mình khẳng định rằng không có một gia đình nào, một dòng họ nào mà lại không có người bị bệnh này. Đấy, ít nhất là một lần các bạn phát hiện ra trong cuộc đời. Bệnh này là bệnh mãn tính, thế nhưng mà ý mình muốn nói là trong quãng thời gian sinh sống thì trẻ có thể không bị, nhưng mà già thì rất nhiều gia đình hay dòng họ sẽ có ít nhất một người bị cái bệnh này. Thế thì thoái hóa khớp được cho là liên quan tới sự thay đổi sinh hóa trong cơ thể, rồi thì liên quan tới cái áp lực lên cơ xương nhiều. Các bạn tưởng tượng là cái áp lực này mình muốn nói ấy, thì đó chính là cái sự lao động các thứ nặng nề thì gánh vác nhiều, thì những cái áp lực đó lên cơ, lên xương thì nó sẽ xuất hiện cái tình trạng thoái hóa khớp sau này. Và cũng vì như vậy, do vậy thì cái khu vực mà thường xuất hiện nhất là vùng bàn tay, cột sống, hông và đầu gối. Thế thì mình có làm cái hình minh họa cho bạn xem, là những cái vùng xanh xanh là những cái vùng mà dễ bị thoái hóa khớp nhất, và cũng là những cái vùng mà được phát hiện qua khoa học hiện nay nhiều nhất về thoái hóa khớp. Đấy, các bạn thấy không? Những cái vùng mà có cái màu xanh là mình tô ra đấy, là đó là cái vùng mà thường gặp. Các cái yếu tố mà ảnh hưởng tới căn bệnh này mà theo thống kê hiện nay ấy, thì bao giờ cũng sẽ bao gồm là tuổi. Tuổi càng cao thì chúng ta càng dễ mắc bệnh, thì đó là những cái yếu tố mà người ta gọi là yếu tố ảnh hưởng, yếu tố nguy cơ. Rồi thì béo phì, béo phì thì cơ thể bệnh nhân rất là nặng nề, do vậy thì cái áp lực lên xương, lên cơ rất là lớn, do vậy thì bệnh nhân rất có khả năng cao bị bệnh thoái hóa khớp. Rồi thì yếu tố nghề nghiệp như mình vừa nói, các bác nông dân chẳng hạn, các bạn làm nghề bốc vác nhiều năm chẳng hạn, thì các bạn cũng có khả năng bị bệnh thoái hóa khớp nhiều hơn so với những người mà người ta làm những công việc mà nó nhẹ nhàng hơn chẳng hạn. Ví dụ như vậy, người ta cũng tìm thấy rằng liên quan đến gia đình, tức là gia đình nào bị thì cái tỷ lệ mà những cái thành viên trong gia đình đó mắc căn bệnh này thì nhiều hơn. Đấy, nó liên quan nhiều tới chế độ ăn uống, rồi liên quan tới nghề nghiệp, bởi vì thường là gia đình hay theo một nghề giống nhau mà. Đấy cũng là một cái yếu tố nguy cơ mà người ta tìm tìm hiểu ra. Rồi thì những cái bệnh liên quan tới chuyển hóa chẳng hạn, như là bệnh tiểu đường, bệnh gút hoặc là viêm khớp dạng thấp thì cũng có thể là phát hiện thoái hóa khớp. Rồi thì những bệnh nhân mà có cái dị tật xương bẩm sinh thì cũng có thể là bị thoái hóa khớp. Thì đây là những cái hiển nhiên rồi, bởi vì dị tật xương bẩm sinh thì đã là bẩm sinh rồi thì cái vấn đề thoái hóa khớp là rất chi là thường gặp. Rồi thế thì cái tổn thương chủ yếu của những cái bệnh nhân thoái hóa khớp ấy, đó là tình trạng mất sụn. Đấy, bệnh nhân mất sụn có gai xương. Đấy, xuất hiện những cái gai xương, đây là mình minh họa nha, tí mình sẽ cho các bạn xem X-quang. Đấy, thì có gai xương, rồi thì khe khớp thì bị hẹp. Các triệu chứng thường gặp nhất là đau khớp và cứng khớp. Thì đây là những cái tóm tắt nhất về căn bệnh này. Và đây là hai hình ảnh về thoái hóa khớp. Đây, hình ảnh đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy đó là cái X-quang các bạn nhé. Thoái hóa khớp thì bọn mình có thể chụp MRI, thế nhưng mà mình chụp X-quang cho nó thông dụng, bởi vì không phải cơ sở nào cũng chụp được MRI. Thế thì đây là một trường hợp mà có tổn thương là hẹp khe khớp rất điển hình, rồi thì có cả gai xương, đặc xương dưới sụn, và đây là một hình ảnh được chẩn đoán xác định là viêm xương khớp hay gọi là thoái hóa khớp. Và cái hình ảnh bên cạnh thì các bạn thấy rằng bệnh nhân này có hẹp khe khớp rất nặng,
Và tổn thương này được tìm thấy chủ yếu ở cái ngón số 2 và ngón số 3 của bệnh nhân, những cái chỗ mà màu đỏ mình lấy mũi tên mình chỉ vào ấy. Thì đó là những cái vấn đề liên quan tới thoái hóa khớp mà trong hình ảnh X-quang mà mình phát hiện ra, mình cho các bạn xem. Đấy, thế thì tổn thương như này thì mình, cái này thì nếu mà ở bệnh viện ấy, thì có quá nhiều luôn các bạn. Các bạn ngồi phòng khám, các bạn bạn nào mà trực X-quang, các bạn thấy rằng không có mấy khi mà chúng ta không có một vài cái trường hợp thoái hóa khớp đến với bệnh viện. Đấy, thường là đau mà đến bệnh viện chụp phát hiện ra. Thì mình lấy một vài cái cho các bạn xem thôi, chứ còn nói với các bạn thì để thấy rằng cái hình ảnh về X quang của thoái hóa khớp thì nó quá nhiều các bạn nha, quá nhiều. Rồi thì đi vào điều trị. Điều trị thoái hóa khớp thì mình muốn các bạn hiểu rằng đây là bệnh mãn tính, thì các bạn cần phải có cái sự quản lý của bác sĩ. Mình nói như thế này các bạn nghe hơi lý thuyết nhưng mà thực ra không hề lý thuyết một chút nào. Tại vì nếu mà các bạn bị căn bệnh này mà các bạn cứ chữa theo kiểu ăn xổi á, các bạn cứ muốn chữa khỏi ngay thì các bạn sẽ gặp phải rất nhiều những cái hậu quả khôn lường liên quan tới loét dạ dày sau này, rồi thì liên quan tới tiền mất tật mang, đó là các bạn bị tổn thương bởi các cái tác dụng phụ của corticoid, rồi thì lạm dụng thuốc các thứ, các bạn rất nhiều cái vấn đề xảy ra với các bạn mà chắc chắn rằng thoái hóa khớp thì không thể khỏi được. Đấy, do vậy thì bác sĩ sẽ là người quản lý các bạn. Nếu các bạn không có bác sĩ quản lý thoái hóa khớp thì các bạn điều trị thoái hóa khớp rất là vất vả, và càng điều trị các bạn càng thấy tai hại và mệt mỏi. Thể dục, những cái thể dục các bạn phải nhớ tôi muốn dặn các bạn là nhẹ nhàng thôi. Các bạn đừng có tập gym rồi các bạn làm cái gì nó cưỡng ép quá thì không phải là tốt đâu. Với tôi thể dục thì cứ nhẹ nhàng là tốt nhất, chứ không phải là nhìn trên mạng các anh cơ bắp các bạn tập như nào mình tập như thế. Đấy là những cái mang chất là ép cơ thể nhiều hơn là rèn luyện. Rèn luyện kiểu đấy thì nó không phù hợp với chữa bệnh đâu các bạn, nó phù hợp với cái gì mình không biết liên quan đến nghề nghiệp thẩm mỹ cái thứ. Nhưng mà với thể dục trong điều trị thì chúng ta nên nhẹ nhàng thôi, vận động nhẹ nhàng nhưng mà liên tục thì nó sẽ tốt cho các bạn. Rồi thì giảm cân rõ ràng rồi, chúng ta cứ nghĩ cơ thể chúng ta bình thường nhưng thực ra cái áp lực lên cơ thể chúng ta, lên xương là rất lớn. Bạn nào mà đang gầy chẳng hạn, tuổi 25 26 mà lấy vợ xong béo lên độ 3 cân, các bạn thấy rằng cái cơ thể rất nặng nề. Chân tay chúng ta nhiều khi đang trước đó đá bóng rất nhanh nhẹn nhưng mà tăng tăng tốc cái khi mà chúng ta tăng một vài cân thôi nhé. Các bạn tăng tốc thôi trong chẳng hạn đá chạy cánh các bạn tăng tốc, các bạn thấy chân tay đau rồi. Đấy là những cái vấn đề mà các bạn thấy rằng cái cân nặng ảnh hưởng tới xương khớp nó rất chi là kinh khủng. Do vậy giảm cân là rất quan trọng với những bệnh nhân bị thoái hóa khớp. Nhưng mà rõ ràng những bệnh nhân thừa cân béo phì thôi, bệnh nhân nào mà gầy rồi thì giảm gì điều nữa, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng đến với NSAID. Thì NSAID thì mình nói ở clip trước rồi, mình không nói lại nữa. Nhưng mà nó là một trong những sản phẩm dù bôi hay uống thì cũng không thể thiếu được trong điều trị thoái hóa khớp. Nó sẽ giảm viêm cho các bạn và từ đó giảm đau. Cũng có thể là các bạn sẽ được bác sĩ chỉ định steroid nội khớp các bạn nhé, steroid nội khớp. Rồi thì phẫu thuật nữa, phẫu thuật khi mà không thể bảo tồn được thì có thể sẽ được phẫu thuật. Cho nên cái này là cái mà các bạn nên nắm được trong điều trị, và các bạn không nên quan trọng quá cái thuốc gì, bởi vì các bạn chỉ cần có bác sĩ quản lý thì các bạn sẽ được tư vấn thuốc các thứ rất là cẩn thận, bởi vì bác sĩ nào bây giờ điều trị thoái hóa khớp thì người ta cũng đều quản lý bệnh nhân cả. Rồi, mình là bác sĩ Tân, chào các bạn, chúc bạn sức khỏe.